Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái phần gọi là phần bị trả lại hàng hay là gọi là hàng bán bị trả lại. Tức là cái phần này nó có một cái đặc tính là nó đối trừ cái công nợ thông qua tài khoản 131 mà chúng ta đã cung cấp cho khách hàng. Và chúng ta đã xuất hóa đơn cho người ta. Bây giờ chúng ta trả lại hàng, người ta trả lại hàng cho như mình thì người ta lại xuất ngược lại cho chúng ta một cái hóa đơn nó bằng đúng cái giá trị đấy để giảm trừ cái tiền. Thế thì ở đây thế nào? Đối với tài khoản 5 tài khoản hàng bán bị trả lại thì thối thông tư 200 nó đưa vào năm 21 và cái tài khoản thuế thì nó sẽ được ghi nợ vào tài khoản 333 để giảm trừ cái thuế đầu ra của chúng ta do chúng ta đã xuất hóa đơn à, chỗ này sẽ đối trừ lại ghi bằng ghi việc là ghi có tài khoản 131 để giảm trừ cái công nợ của người ta à, của khách hàng thế ở đây chúng ta sẽ thực hiện như sau Vào bán hàng chúng ta chọn trả lại chúng ta chọn thêm mới. Việc đầu tiên của chúng ta là gì? Chúng ta phải xác định ai là người trả lại hàng cho chúng ta. Ví dụ như ở đây, chúng ta phải chọn là ví dụ ông Hải Nam này ông trả lại hàng cho chúng ta. Thế thì chúng ta sau khi chọn đối tượng xong chúng ta mới chọn hóa đơn thì nó sẽ hiện ra ra đây cho các bạn là cái ông này à trong này ông ta có mua một cái hàng hóa của mình vào ngày 18 tức là cái ngày mà chứng từ lúc nãy chúng tôi làm hướng dẫn thì đương nhiên là ngày 18 ngày thì cho các bạn đánh cho đúng không ở đây khi mà trả lại các cái loại hàng hóa thì chúng ta nhìn thấy ví dụ như họ trả cho chúng ta một loại hàng thôi thì chúng ta tích vào đây còn trả tất cả các loại hàng ví dụ như ở đây có mười mấy loại hàng hóa thì chúng ta ấn cái nút này nó chuyển sang hết cho chúng ta Ví dụ ở đây họ trả nguyên cho chúng ta cả cái hóa đơn hoặc là chúng ta họ chỉ trả cho chúng ta một loại hàng không đạt chất lượng thôi nhưng cái còn lại vẫn đạt. Thì các bạn lưu ý là cái hóa đơn này khi chúng ta làm ví dụ nó là hàng không chịu thuế và cái này là hàng 10%. Chúng ta chọn đồng ý. Thì nó bê cái hàng hóa này ra đây cho các bạn và tài khoản nó tự động đặt sẵn cho các bạn đây nó giảm trừ. Và các bạn nhìn thấy là đơn giá thì đúng như cái hàng hóa của chúng ta à đã bán cho họ theo cái đơn giá này cho một yếu tố nào đấy là ví dụ như đơn giá không hàng hóa không đúng cái cách thì ở đây các bạn nhìn thấy là thuế suất không phần và mặc nhiên nếu mà thuế suất 10 thì nó sẽ hạch toán cái phần này vào nợ tài khoản 333 nhé để giảm trừ cái tiền thuế như vậy là chúng ta ở đây có một cái nút nhận hóa đơn là chúng ta đã nhận hóa đơn của người ta tức là họ đã viết hóa đơn cho mình nhưng trong trường hợp mà chưa nhận hóa đơn thì các bạn chọn là chưa nhận bỏ cái nút tích này sau đấy chúng ta nhận được hóa đơn thì chúng ta vào chức năng nhận hóa đơn để chúng ta chọn cái phiếu này nhé và bổ sung hóa đơn cho đầy đủ chúng ta chọn lưu chứng từ như vậy là đã xong